Whatever xin đón chào tất cả mọi người đang đến với đêm thi chung kết 1, cuộc thi Người hùng của những ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình Người hùng của những ngôi sao được thực hiện bởi Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với đêm thi chung kết 1, cuộc thi đang dần rất hấp dẫn bởi vì top 10 tài năng xuất sắc đang cố gắng làm sao giữ vững được phong độ của mình và thêm chút sáng tạo để có thể gây ấn tượng cho ban giám khảo. Và chắc chắn phương thức chấm thi ngày hôm nay cũng sẽ rất khác biệt. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón thành phần ban giám khảo. Đầu tiên chính là ca sĩ xinh đẹp Thu Ngọc. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ giám khảo quốc tế Trịnh Tú Trung. Cuối cùng chính là sự xuất hiện của siêu mẫu, huấn luyện viên catwalk Lại Thanh Hương. Kính thưa quý vị, như Hoài Đắc Bơ cũng đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình, ngày hôm nay phương thức chấm điểm của các giám khảo sẽ rất khác biệt. Chúng ta sẽ không cần đến quyền năng của những ngôi sao xanh nữa, mà mỗi giám khảo sẽ chọn ra một thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, khán giả xem đài cũng sẽ chọn ra thêm hai thí sinh tiếp theo bước vào đêm thi chung kết xếp hạng. Và bên cạnh đó, với những tài năng mà các thí sinh tại vòng bán kết đã cống hiến cho ban giám khảo và quý vị khán giả, nên chúng tôi quyết định tặng thêm một tấm vé cuối cùng, tấm vé thứ 6 bước vào đêm thi chung kết xếp hạng dành cho thí sinh được yêu thích nhất tại vòng bán kết. Cơ cấu giải thưởng đêm chung kết: giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, 3 giải 3 5 triệu đồng, 1 giải ấn tượng 3 triệu đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Và bây giờ xin mời mọi người hãy sẵn sàng, chung kết 1 bắt đầu. Kính thưa quý vị, Son Việt đã rất sẵn sàng tại vị trí của mình và tất cả các thành viên của Son Việt ngày hôm nay cũng sẽ cống hiến cho mọi người một liên khúc rất hào khí và hào hùng, đó chính là Sài Gòn Quật Cường và Hành Khúc Lên Đường. Ngay sau đây, xin mời Son Việt hãy cố gắng chiến đấu cùng với chung kết 1, Người hùng của những ngôi sao. Lực lượng chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đã sẵn sàng, mang trên mình là hành trang cùng Sài Gòn chống dịch. Sự bình yên cho thành phố mang tên Bác, và chúng ta sẽ chiến thắng như nhiều lần dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng. Xin chào tạm biệt thành phố yêu dấu, ta bước vô ngôi trường cánh mạng, mang theo tình yêu, mang theo cuộc sống, đi bất cứ nơi nào tổ quốc đang mong. Hơn 30.000 lực lượng y bác sĩ và lực lượng quân nhân của mọi miền tổ quốc đã sẵn sàng chiến đấu. Máy bay cũng đã sẵn sàng. Cất. Chúng ta đi dung chuyển đường phố Sài Gòn, những con chim én bao mùa xuân về tìm vui
chiến thắng bay từ quê nhà. Dài qua đời ta đã bước trên đường chiến thắng. Để gì đến lũ áo thôi, điều gì rằng đi bao ta. Nhân dân yêu nước đã vụt xuống đường, bên bao binh sĩ bao ngày mong chờ. Cùng vun lên sống chiến công vào mùa xuân. Dài qua đời trong lửa đàn vân. Sài Gòn đó quê ta ơi, trong biển lửa vẫn hơi người. Ta đi như sông cảm hứng dân trào xuôi lên trên sáng quân thù hung bạo, dành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Chiến thắng bay từ quê nhà, Sài Gòn ơi, ta đang bước trên đường chiến thắng. Sông đầm hận dân trào xô lên trên xác quân thù hung bạo, dành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Luôn hừng hực khi thế, đó mới chính là Soạn Việt. Và các bạn chính là niềm tự hào của người hùng của những ngôi sao. Cảm ơn các bạn đã luôn mang những khí thế như vậy đến với cho tất cả quý vị khán giả. Và không biết động lại điều gì như thế nào trong lòng bà giám khảo. Xin mời ca sĩ Thu Ngọc. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay một lần nữa được gặp lại các bạn. Nhưng mà thực sự ra nếu mà nói ngày hôm nay Ngọc, tâm trạng của Ngọc khi coi tiết mục của các bạn như thế nào thì thực sự là Ngọc không thích. Các bạn hát hay rồi, đương nhiên là một cái chuyện là các bạn hát rất hay, các bạn múa rất đều, rất đẹp. Nhưng mà cái hình thức này nó không được các bạn trẻ bây giờ yêu thích. Thay vì là mình đưa vào những cái ví dụ như là những cái trích đoạn nhỏ, những cái kịch hoặc là những cái như cái đợt dịch vừa qua thì Ngọc thấy là có rất là nhiều ở trên TikTok này nọ những cái đoạn phim mà về giống như là những chú bộ đội, mình có thể lồng những cái trích đoạn nhỏ đó vào trong cái của mình để cho nó phong phú hơn cái tiết mục của mình. Những trích đoạn gọi là kịch nhỏ thôi thì các bạn trẻ coi sẽ hứng thú hơn và hiểu hơn rằng là bộ đội của mình là những người như thế này như người kia. Xin cảm ơn giám khảo Thu Ngọc. Kính thưa quý vị, về lĩnh vực xiếc ảo thuật thì rõ ràng thí sinh Hoàng Hải là một trong những đối thủ nặng ký để có thể giành lấy ngôi vị cao nhất bởi sự hài hước, duyên dáng, nguy hiểm, bất ngờ mà anh ấy dành tặng cho chúng ta. Ngày hôm nay với một loại hình khác là xiếc thăng bằng thì anh ấy sẽ chinh phục tấm lòng cũng như sự thiện cảm của ban giám khảo ra sao cùng với quý vị khán giả đang có mặt trực tiếp tại phim trường. Xin mời ảo thuật gia, nghệ sĩ Hoàng Hải. Một lần nữa đứng trên đây thì cũng xin thành cảm ơn ba vị ban giám khảo đã ủng hộ cho Hải để có một cái phần trong đêm chung kết này. Thì theo dòng bán kết thì Hải đã hứa thì Hải có đặc biệt hãy cho một vị khách mời là một ban giám khảo
Thanh Hương có thể lên phụ diện với Hải tiếp mục mà Hải đã hứa không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, giống như hồi vòng bán kết Hải có nói là cái thang thì nó sức của nó nhẹ hơn cái này nhiều các bạn. Đây là cái chân bàn ạ. Có thể cho một vị ban giám khảo này có thể ngồi trên đây nha. Quý vị nếu mà có nếu mà thấy được động lực hay cái gì vô vòng tay thích lại tinh thần để đây cổ vũ em rồi ạ. Để dành cho anh Hoàng Hải được nữa rồi mọi người ơi. Rất căng thẳng, hồi hộp và rất xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho anh ấy. Anh hai làm hai vòng trước mình đã chơi bài rồi. Bây giờ hãy sẽ diễn cận cảnh một tiết mục ảo thực này cho các bạn coi nha. Còn nữa. Bây giờ trên tay Hải có hai cái ly. Mời Trịnh Tú Chung gót nước vô hai cái ly. Rất đầy hay rất nửa? Rất đầy cũng được. Tới vòng chung kết này Hải sẽ mời Ngọc được không ạ? Rồi bây giờ hai ly Ngọc, hai ly này Ngọc chọn ly nào? Để uống rượu da bôi đó chị. Em chọn ly nào? Rồi, mà em chọn ly nào em cầm ly đó. Em cầm ly đó. Okay. Rồi, còn lại ly lại ly này, xin mời Ngọc lên sân khấu với mình. Yeah. Rồi. Bây giờ hai mình cùng ly, mình uống nhẹ, hai phải nước thiệt không nha. Dạ. Uống đi, ok. Vô, trời ơi trời, chuyên nghiệp. Dạ. Chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Bây giờ Hải sẽ ảo thực tiếp mục ly nước biến mất nước. Chỉ còn cái ly thôi. Tiếp mục này Hải sẽ chỉ cho tất cả quý vị ở đây luôn. Và ba vị ban giám khảo ở đây, những cái tiếp mục này có thể mình đi sinh nhật hay là đi tiệc gì đó, mình có thể mình mượn cái ly, mình lấy nước, mình diễn cho tất cả các bạn ở đó xem luôn. Có thể là mình một là ảo thực gia tại tiệc cưới luôn. Ghê. Bây giờ Hải làm sao thì Ngọc làm như thế, Hải như thế đó. Yeah. Nhớ chặt một nhịp là nước sẵn còn. Khán giả ở đây đếm, ví dụ mình đứng vào đếm 1 2 3 4 5 là ngưng, bắt đầu là đếm là 5 lần như vậy. Bắt đầu mình xoay qua đây 1 2 3 4 5, nhớ chưa các bạn? Bắt đầu đây là 1 2 3 4 5, tiếp kế luôn 1 2 3 4 5 là xoay lên như vậy, không đếm nữa. Quý vị cứ nhớ đếm chậm chậm từ từ, ví dụ nè 1 2 3, để động tác cho nó có thể luân hồi được. Nghe quý vị, giờ quý vị chú ý 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Rồi, cái gì giám khảo bắt đầu chuẩn bị. Cái tay của anh điều khiển như thế nào thì cái tay em điều khiển như thế đó nha. Em đưa giữa đỉnh đầu em Ngọc. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3, em làm theo anh nha. Nghiêng cái tay từ từ 1, 2, 3. Ghê chưa? Sao anh nói anh
chỉ em mà cuối cùng em ước dữ vậy? Tại hồi nãy là anh đã có nói một cái câu coi như là rất là thăng mặt ở đây. Anh sẽ biểu diễn động tác này cho tất cả mọi người xem, thì anh sẽ chỉ em luôn, nhưng mà dưới điều kiện anh làm như thế nào em làm như thế đó, nước nó mới hết. Tại vì em không làm giống anh, bởi vì nước của em mới còn. Tại vì em uống ít hơn anh hay sao? Thì nãy anh cũng giống em, anh cũng đứng vậy. Nhưng mà không biết em có nhìn anh không, nhưng mà anh hoàn toàn anh nhìn thấy em hết. Nhưng mà chỉ một sơ suất nhỏ thôi, em không nhìn thấy anh. Chỉ cái sơ suất một nước nhỏ thôi, em không nhìn thấy anh, bởi vậy đi nước nó mới biết mắt được. Chứ mà em mà nhìn thấy anh thì nước nó sẽ không có biết mắt. Đúng không quý vị? Đây là tiếp một coi như là Hải nói là đây là tiếp một ảo thực vui. Rồi. Giao lưu với ba vị giám khảo ở đây. Coi như là hai cái tiết mục kia, Tú Trung và Thanh Hương là quá bất ngờ rồi. Nhưng mà tiết mục này dành cho Thu Ngọc còn bất ngờ hơn tiết mục đó. Phải không quý vị? Thôi anh cảm ơn Ngọc đã hỗ trợ anh tiết mục này nha. Xin cảm ơn em. Có nước có tiền. Cuối cùng là mình vẫn bị lành lừa. Dạ. Mà rất là tài năng và vui nhộn đúng không nào mọi người ơi? Một tràng pháo tay dành cho ảo thuật gia nghệ sĩ Hoàng Hải. Cảm ơn anh. Rất là ấn tượng ngày hôm nay với phần trình diễn của anh. Vết thương này thật là xót xa biết bao nhiêu, nhưng mà càng ngưỡng mộ với sự ý chí quyết tâm của anh. Mỗi lần anh lên trình diễn á, luôn có một cái gì đó rất là cuốn hút người khác. Mọi người cứ nói là anh ngay từ vòng đầu là luôn luôn anh được cả ba vị giám khảo dành chọn sao cho anh. Và anh cũng là một trong những số hiếm những thí sinh mà được như vậy. Nhưng mà đó rõ ràng là anh rất là biết lôi cuốn người xem vào trong cái tiết mục của mình. Thì cái chuyện mà anh được mọi người ủng hộ anh thì em nghĩ là nó không có gì để mà phải thắc mắc hết. Hãy sẵn sàng để nhún nhảy theo sức sống qua từng nhịp trống quý vị nhé. Ngày hôm nay Vũ đoàn Sức Sống sẽ mang đến vòng chung kết 1 một bài trống led rất sinh động và ảo diệu. Nào, chào đón Sức Sống thôi.
được lời hứa hẹn của vòng bán kết, đó chính là lực lượng của chúng ta đông đảo hơn rất nhiều. Và rõ ràng là bài nhảy vừa rồi rất là sinh động. Và bây giờ xin mời đánh giá đến từ giám khảo là Thanh Hương. Thực sự nhóm bạn là một nhóm rất là chịu khó. Hương nói dùng từ chịu khó là tại vì các bạn từ vòng trước đến vòng này các bạn đều đầu tư về trang phục, về bài diễn, về cả con người nữa. Còn về kỹ thuật đó, Hương nói thật về kỹ thuật nhảy múa các bạn cũng chưa thuộc hàng gọi là hàng đỉnh, Hương nói thiệt. Các bạn đều dừng ở mức vừa đủ cả về tất cả mọi thứ. Thế nên Hương mới dùng từ chịu khó. Nếu mà các bạn muốn kiếm tiền nhiều hơn, nếu các bạn muốn mình thực sự trở thành một vũ đoàn nổi tiếng thuộc hàng top của Việt Nam thì các bạn hãy đầu tư nhiều hơn về cái tất cả mọi thứ, cả về kỹ năng, kỹ thuật của mình. Quý vị ơi, muộn rồi mà sao còn coi game show vậy? Chắc là tại vì game show hay đúng không nào mọi người? Và bên cạnh đó, muộn rồi mà sao còn một sáng tác cũng như là một nhạc phẩm rất thành công và đình đám của nam danh ca Sơn Tùng MTB sắp sửa được tái hiện ngay trên sân khấu này, cùng với phần trình diễn rất đặc sắc của một nữ danh ca tuổi xì tin, đó là Tài Xì Mai. Tôi quay ra lại quay vào nằm chẳng chọc vậy đến sáng mai ấm tương tư nụ cười của ai đó làm con tim ngô nghê như muốn khóc òa. Vắt tay lên trên trán mơ mộng trên mơ mộng được đứng bên anh trong nắng xuân hồng một giờ sáng trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man những ngôi sao trên cao là người ban tấm giao nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chim bao. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ phương một người, 3 giờ đêm vẫn ngồi cười. Cứ ôm em đi ôm trong cơn mơ có thể cũng khiến em vui điên lên ngỡ như em đang bên chắp bút đôi ba câu thơ ngọt ngào muốn em đặt tên. Cứ ôm em đi ôm trong giấc mơ trong cơn mơ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ. Trên trán mơ mộng trên mơ mộng được đứng bên anh trong nắng xuân hồng một giờ sáng trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man những ngôi sao trên cao là người ban tấm giao lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chim bao. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ phương một người, 3 giờ đêm vẫn ngồi cười. Cứ ôm em
em đi, ôm em đi, ôm em đi, ôm em đi, ôm trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ. Có thể cũng biết em vui điên lên, ngỡ như em đang bên. Chắp phút đôi ba câu thơ ngọt ngào, muốn em đặt tên cứ ôm em đi, ôm em đi, ôm em đi, ôm em đi, ôm trong giấc mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ. Yêu đến đây thôi, phát điên rồi làm sao giờ? Yêu đến đây thôi, phát điên rồi làm sao giờ? Yêu đến đây thôi, phát điên rồi làm sao giờ? Yêu đến đây thôi, phát điên rồi làm sao giờ? Kính thưa quý vị, đó chính là món quà rất đặc biệt ngày hôm nay mà nghệ sĩ Tài Smile dành tặng cho tất cả mọi người, cùng với sự đồng hành của Trường Phúc và ban nhạc huyền thoại Cây Dừa. Dễ thương không mà giám khảo, dễ thương quá trời luôn, đẹp y như chị Như Quỳnh ngày xưa. Cảm ơn anh Tài đã đến với cuộc thi một cách rất là hồn nhiên, giống như hôm nay anh không tới để tranh một cơ hội của các bạn trẻ, mà như một đàn anh nhường lại cái sự tỏa sáng tiếp theo cho những người trẻ hơn và những người cần cơ hội hơn. Thì bản thân anh Tài đã là một người có rất nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ rồi. Không có cuộc thi này, không có sân chơi này thì anh vẫn tiếp tục tỏa sáng. Và em mong là em sẽ tiếp tục được theo dõi thêm nhiều cái clip hay ho của anh nữa, để em được nghe, được miên man. Giống như khi cái đoạn nhạc này nghe lên á, em ngồi em tưởng tượng giống như là em đang ngồi xe để đi về miền Tây ngày xưa á. Trên xe đò, xe khách nó bắt đầu nó mở những cái CD nhạc này, xong bắt đầu ngồi mình kéo cửa kính xong mình nhìn ra ngoài đường, xong bất chợt nhìn thấy cô gái miền Tây, mà không phải cô gái miền Tây mà nhìn thấy anh á. Tức là nó rất là nhiều sức tưởng tượng luôn ạ. Và nó thật sự là rất đáng yêu. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với tiết mục được đầu tư mạnh tay nhất tại chung kết 1 Người Hùng Của Những Ngôi Sao. Tổng số tiền đầu tư mà họ đã phải dồn vào tiết mục này trị giá 456 tỷ won. Lý do vì sao? Hãy chào đón The Fire Art! Chúng tôi ở thành phố Seoul trong buổi chiều ngày hôm nay, và chúng ngựa số 6 chúng ta đang dẫn đầu lao rất nhanh về phía trước. Chúng ta là chúng ngựa số 8 đang dẫn đầu. Số 8 số 6 số 6 số 8 không số 6 số 6 ơi số 6 số 6 số 6 chúng ngựa số 8 giành chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Yeah. Thank you.
đầu tư quá, đầu lỗi chân còn lỗi tiền luôn. Chúc mừng The Fire Art và cảm ơn Haley, cảm ơn K Illusion đã trợ diễn và tạo nên một sự bùng nổ, bùng cháy thật sự của những ngọn lửa của nghệ thuật, đó chính là The Fire Art. Mà nó lạ lắm quý vị, nó rần rần trong người á, nó quyết tâm là phải đêm nay chắc về coi lại phim quá mọi người ơi. Và chúc mừng cho các bạn. Các bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi cũng như là hoàn toàn sống sót sau trò chơi con mực vừa rồi. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét của giám khảo Sao Hương. Ngày hôm nay các bạn đem đến với phần trình diễn gắt, thực sự gắt. Cái tiết mục này xứng đáng để bước vào chung kết xếp hạng. Nhưng mà liệu sau đó chung kết xếp hạng các bạn có được cái phần trình diễn mà nó có đầu tư tới mức như thế này hay không? Tại vì cái phần trình diễn này không những là kịch bản tốt, đầu tư tốt, tất cả mọi thứ đều đẹp, đều tốt luôn. Yeah. Chính xác. Chúc mừng các bạn. Nói trước thì bước hôm qua, nhưng mà Hoàng đang linh cảm một điểm rất lành dành cho các bạn đại đêm chung kết xếp hạng của Người Hùng của Những Ngôi Sao. Xin cảm ơn The Fire Art. Như vậy, đêm thi đầu tiên của vòng chung kết 1 Người Hùng của Những Ngôi Sao cũng đã khép lại. Và chúng ta vẫn còn một đêm thi nữa của chung kết 1. Hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn, thú vị và bùng nổ ngay trên sân khấu này. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 21:30 thứ năm tuần sau trên kênh HTV7 với Người Hùng của Những Ngôi Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.